Hello, chào mọi người đến channel của mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là canxi ổn thiết bị phân tích độ ẩm của A&D các bạn ha. Với mã model là MS70 của hãng sắt A&D sản xuất tại Nhật Bản, mà được phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên và ứng dụng là xác định độ ẩm nhanh cho các ngành chế biến thực phẩm, dược phẩm, thức ăn chăn nuôi gia súc, hóa nghiệp. Phương pháp sấy sử dụng đèn halogen 400W với màng lọc SRA và SHS cho thời gian sấy nhanh hơn phương pháp hồng ngoại. Hiển thị trên số màn hình tinh thể hình quang trên không VFD với các thông số phần trăm độ ẩm, nhiệt độ, thời gian sấy, đường cong sấy, khả năng cân tối đa là 71g, độ phân giải là 0,0001g. Với độ phân giải độ ẩm là tùy chọn là 0,001, 0,01 và 0,1% các bạn ha. Độ chính xác độ ẩm là 0,05% và 1g và 0,01% là từ 5g. Gia nhiệt điện halogen 400W có tuổi thọ 5000 giờ, thang đo nhiệt độ cài đặt là 250 đến 200 độ C, bước cài đặt nhiệt độ là 1 độ C, bộ nhớ lưu trữ 20 chế độ sấy, cài đặt thời gian sấy là 1 đến 990 phút hoặc tự động xác định điểm dừng, chương trình sấy 5 chế độ lựa chọn ngõ giao tiếp cộng RS232C các bạn ha. Với kích thước chứa mẫu là 85mm, được cung cấp phân phụ kiện bởi Khang Kiên. Và ai có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng liên hệ với hotline 0936620757 hoặc 0938222991. Xin cơ mà hẹn lại với những video kế tiếp.